Thưa quý vị, sau hơn 2 năm triển khai lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, an ninh trật tự tại các vùng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với những cán bộ công an chính quy được đào tạo bài bản thì việc bám nắm địa bàn chắc chắn sẽ không có gì trở ngại. Thế nhưng câu chuyện mà chúng tôi đề cập ở đây được hiểu với một nghĩa rộng hơn, đó là việc xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với việc chính quy hóa công an xã, lực lượng công an đã từng bước xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp liên hoàn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và trong câu chuyện Ai thế nào gì sau hôm nay, mời quý vị đến các xã vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên để cùng gặp gỡ những cán bộ công an chính quy đang ngày đêm bám cơ sở để giữ gìn bình yên cho nóc nhà Đông Dương. Xã biên giới IARV từng là điểm nóng về hoạt động phá rừng trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian tạm lắng hiện nay, tình trạng cư trú bất hợp pháp và chiếm đất rừng lại tái diễn phức tạp. Từ khi về làm phó trưởng công an xã, thiếu tá Đậu Sĩ Hùng dành nhiều thời gian hơn để xuống địa bàn, xuống với người dân. Em thấy mấy anh mà vô như thế này là mừng lắm, bởi vì làm sao trong đây cũng yên tâm nữa. Chứ vắng như mấy năm trước là em sợ lắm. Cái khó khăn nhất ở cái địa bàn xã này là cái địa bàn là diện tích rộng và dân cư thì bố trí không tập trung. Người dân hiện tại là người ta vẫn còn phụ thuộc vào cái lâm sản. Ea Súp là huyện triển khai và hoàn thành sớm nhất việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, song hầu hết cán bộ chiến sĩ đều phấn khởi, xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một ngày làm việc của công an xã Ea Lê bắt đầu từ rất sớm. Ngoài việc phân công cán bộ xuống địa bàn, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thiếu tá Đoàn Bá Thanh còn trực tiếp tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm. Chủ yếu phát sinh nổi lên là với vấn đề bài bạc và trộm cắp. Tuy nhiên là chúng tôi đã lên danh sách rà soát tất cả các đối tượng và các địa điểm các đối tượng thường xuyên đánh và tổ chức trộm cắp, đã mời răn đe các đối tượng lên. Thì qua một năm tổ chức thực hiện đưa công an chính quy về xã thì chúng tôi thấy rằng đã tham mưu một cách kịp thời, chặt chẽ, thường xuyên cho các ủy chính quyền địa phương để giải quyết một cách cơ bản có hiệu quả những vấn đề an ninh, những vấn đề phức tạp, nổi cộm. Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, được ví như trái tim của vùng Tây Nguyên, nóc nhà Đông Dương. Nhiều năm qua, cùng với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk còn đi đầu cả nước trong việc sắp xếp bộ máy tổ chức, trong đó đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xây dựng nghị quyết về xây dựng công an xã chính quy. Trước kia thì báo chí là khi thiếu lực lượng chính quy thì hầu như các cái tin báo và các cái vụ việc xảy ra trên địa bàn thì hầu như được chuyển về công an các huyện, xã, thành phố để giải quyết. Nhưng bước đầu khi mà lực lượng công an chính quy xuống các xã thì các vụ việc mà thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường thì đã được giải quyết rất tốt. Có thể nói chúng tôi đánh giá rất cao cái chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ trong cái việc mà xây dựng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã nắm cơ sở. Trên cơ sở đó thì đã đưa lực lượng công an chính quy về xã. Đó là một cái lực lượng mà có thể nói là góp phần hết sức quan trọng trong cái đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như là cả tình hình an ninh chính trị. Và thời gian vừa qua thì có thể nói là tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt để 100% các xã trên địa bàn của tỉnh đã có công an chính quy. Không chỉ là nòng cốt trong huy động tổ chức các lực lượng tham gia xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an chính quy tại địa bàn dân cư có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng cơ sở, tham mưu và phối hợp có hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Gần dân, sát dân, hiểu dân và dựa vào nhân dân để công tác chiến đấu và vì nhân dân phục vụ.